tranh ở khu vực hang rồng này nữa. Trận đấu lúc này thì đang rất có rất nhiều lợi thế cho đội tuyển Đông Nam Á, bởi vì chênh lệch về tiền đang là 8 điểm, và xạ thủ của chúng ta là Optimus đã có được đao thủy ngân. Đây là trang bị vừa có kháng phép, vừa có sát thương, vừa gia tăng cái khả năng giải hiệu ứng chói, ví dụ như chói chân của lớp long chẳng hạn, hay là giải đi cái làm chậm của chiều cuối Thorin. Thorin lúc này quyết tâm không lên đồng hồ cát, anh ta đã lên cho mình là trượng pha lê relight. Mặc dù vậy, cái lượng máu này có thể khiến anh ta có thể chống chịu được lượng sát thương của họ, vì thế có lẽ anh ta nên cần thêm người đồng đội của mình. Người đồng đội khá là thân thiết trong trận đấu này là G4 để có những tình huống tấn công, và đúng là như vậy, G4 đang đến. Hai người này hiểu nhau quá cơ, không biết là họ trao đổi bằng tiếng Anh hay là bằng tiếng nước nào nữa, mà chúng ta đang thấy là sự hiểu nhau vô cùng của G4 với cả Sọp. Tôi nghĩ là với những người chơi mà họ đạt tới cái trình độ kỹ năng cao thì có lẽ như là thần giao cách cảm đó chỉ là cái ngôn ngữ chính của họ, chứ không phải là... Cái đấy thì hơi quá. Đây, Thorin đang bị G4 tấn công, nhưng mà G4 1-4 lần thứ hai trận thi đấu này, và lại một lần nữa anh ta phải trả giá. Những cái lần như này thì Sọp cũng hiểu ý. Wow, bay rất xa của Phoenix, nhưng anh ta sẽ phải trả giá dính án tử rồi. Sọp suốt ra ngoài nhưng vừa kịp thời, đó là cú khóa bóng tối của Dragon. Những cái tình huống bị nằm xuống hơi không cần thiết như này nó sẽ khiến cho cái thế trận của đội tuyển siêu sao Đông Nam Á chúng ta đang bị ảnh hưởng rất là rõ ràng, bởi vì trong lúc đó cái thế lính chưa đẩy đến đường giữa, thế lính ở đường trên còn rất xa, và bỗng nhiên bạn mất người thì đối phương có thể rất từ tốn đẩy lên từ các đường, và thậm chí là họ có thể bắt đầu lấy những cái trụ đầu tiên. Holy Phoenix đang tấn công cái trụ ở khu vực đường dưới. Đây là, tôi nghĩ là siêu sao Đông Nam Á nếu mà muốn giành chiến thắng trước đội tuyển mạnh hơn nữa là Brazil, nên nếu mà họ muốn đến những gì xa hơn, đấy là giành chiến thắng, là lên được ngôi vô địch, thì họ cần phải chú ý hơn những tình huống như vậy. Rồi Sọp một chút đá vào, wow, rất nhiều sát thương của Sọp, tốc biến qua bụi, anh ta có vẻ như hơi phí rồi. Đúng là như vậy, phí tốc biến trong tình huống vừa rồi, nhưng mặc dù vậy Sọp đã phải sử dụng cả hai phép hỗ trợ của mình. Trời, nói là hai phép hỗ trợ thì nó hơi quá, bởi vì có một cái trừng phạt nó hồi rất nhanh, và Sọp vẫn chứng minh được rằng mỗi khi bạn cần thấy phải gánh là bạn có thể lên sát thương. 8-4-7 Lee Sin. Cuối cùng thì chúng ta đã được chứng kiến là Lee Sin và quẩy ở cái đấu trường quốc tế là nó là dữ dội như thế nào. Và dữ dội thật. Triton anh ta vừa đi. Wow, Naru rất nhiều sát thương vào Optimus, cộng thêm cái điểm ở bảng đối trợ nữa, nó thêm một tia sét giật vào đầu Optimus khá là đau. Vì thế lúc này siêu sao Đông Nam Á đã phải rút lui về. Crystal bắn một chiều lại không trúng vào Sọp. Tuy nhiên G4 rất hay chặn tường gió lên để tránh những tình huống đối phương có thể giữ lại mình. Đó là, có lẽ là G4 đã rút kinh nghiệm với những tình huống mà lao lên để rồi bất ngờ phát hiện đối phương có 4 người và phải nằm xuống, gây mất lợi thế cho đội tuyển của mình. Và bây giờ anh ta thi đấu bình tĩnh hơn, và khi nào mà đội tuyển vô về là chắc là nên về. Đến lúc này thì đội tuyển của Đông Nam Á họ đã có thực sự lượng trang bị rất là đủ đầy để có thể giao tranh rồi, và họ hoàn toàn có thể khiến cho đối phương có một pha bị nằm xuống, gần như là 5 thành viên hoặc cũng ít nhất là 4 người. Và chỉ cần làm điều đó từ 1 đến 2 lần thôi thì cái tôi tin chắc là những công trình của bên phía đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ nó sẽ bị phá đi khá là nhiều và khá là triệt để. Đội hình của Thổ Nhĩ Kỳ đang là một con dao hai lưỡi, bởi vì họ có cực kỳ nhiều sát thương với hai cái tam hợp kiếm và cái mũ tử thần Raiden của lớp long, cộng thêm chiêu cuối của Rumble nữa. Giờ ăn Baron tình huống này hơi nguy hiểm. Cái tình huống này là liều ăn nhiều, và tôi hơi e ngại cho đội tuyển Đông Nam Á có thể chặn tường gió ra ngoài đó là hợp lý. Ăn được Baron rồi, có Baron rồi, có chiêu cuối của Thorin, và bây giờ giao tranh ở trong vùng Garon. Banaru bị sút ra ngoài nhưng người ta biến ảnh ngược trở về. G4 vẫn còn đó, một người bên phía của Thổ Nhĩ Kỳ đã phải nằm xuống phía trên. Thorin đã bị chém và đi bụi. Crystal đang cố gắng chạy anh ta tốc sống up, sống up. Nhảy rất kịp thời của Crystal và giúp cho anh ta bảo toàn tính mạng của mình. Trong khi đó thì Dumbledore không có ai có thể giúp anh ta cả, nhưng Crystal trong tình huống này tôi nghĩ là anh ta cũng sẽ phải nằm xuống thôi. Con đường đi về nhà của anh ta còn xa lắm. Sọp thì đang truy đuổi Naru, hay nói cách khác hơn là cả hai người, có cả mod nữa. Naru biến ngược trở lại, pha sóng âm không trúng. Naru đang cố gắng tìm đường về. Cả đội đang lùa. Nhưng bốn bể đều là địch. Đi đâu đây? Mod chờ phía trên rồi, lần này thì không có đường về. Và một nộ long cước luôn. Anh ta đã chọn một cái nơi nằm xuống khá là đẹp trong hang Baron. Và có vẻ như ở trong đó thì nó sẽ ấm áp hơn ở bên ngoài một chút.
Tôi không nghĩ như vậy đâu. Baron chui từ dưới đất lên để làm nhiều chuyện ở map. Chúng ta bỏ qua những tình huống như vậy thôi. Và tiệu chung là một pha giao tranh rất thành công. Nó đem lại cái trụ đầu tiên bảo vệ nhà Chi. Và thậm chí là cái nhà lính luôn. Achi xuất hiện với chiêu... À chưa có chiêu cuối nha. Anh ta mới chỉ có gì? Anh ta chỉ có vệ quân mà thôi. Bởi vì ở phiên bản 5.23 thì sau 20 phút bạn sẽ được tự động vệ quân, không cần phải nâng cấp giày nữa. Còn lúc này thì chúng ta nhìn lại, vừa rồi chúng ta lấy được một đường, hai đường rồi. Có lẽ là nên thi đấu chậm lại, rồng ra rồi. Đây là lúc để ăn rồng. Con rồng thứ ba rất quan trọng. Đây là con rồng cho bạn rất nhiều. Và chúng ta hãy cùng xem lại chi tiết các pha giao tranh ở trong hàng Baron này. Tôi nghĩ là cái pha bay ra của Moss là rất hay. Anh ta bay thẳng vào Holy Phoenix, sau đó là Moss, Archie với cả Optimus hạ gục được xạ thủ người giàu nhất của đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ. Sau đó là G4 kết hợp rất đẹp với Sọp ở bên kia để hạ gục Thorn Green. Đó là hai nguồn sát thương chính. Naru thì lớp long là một vị tướng mà trong giao tranh đặc biệt bạn không thể nào làm gì được trong trường hợp này. Crystal cũng rất cố gắng quay lại thì ăn ngay một cái kiệt sức vào đầu. Đấy là cái lợi thế của việc bạn có đến ba cái kiệt sức. Sát thương của đối phương gần như là bị hóa giải hoàn toàn. Đúng trong vòng 12 giây. Đó là con số rất là nhiều với một đội hình quá nhiều sát thương như bên phía của Thổ Nhĩ Kỳ. Thì phép kiệt sức các tinh số 1 của họ, họ không có sức chống chịu, họ mất đi sát thương hoàn toàn. Giờ Naru liệu có thấy mồi thơm mà nhào ra tấn công vào Optimus không? Bởi vì nếu anh ta nhào ra, ơi, anh ta lại biến về mất rồi. Rất tiếc trong tình huống này anh ta lại biến về. Và chúng ta sẽ đẩy tiếp, đội tuyển chúng ta đang đẩy tiếp ở đường dưới này. Achi chưa có dịch chuyển, anh ta đang đi ở rất xa. Và ấy, tình huống này tôi nghĩ là nên chờ một chút, chờ một chút. Chỉ nên đẩy lính thôi, không nên có những tình huống thiếu người khi mà Achi chưa đến. Đây vẫn là 4-5, đối phương hoàn toàn có thể ào ra với lớp long và chiêu cuối của Rumble. Cộng thêm cả pha khóa bóng tối trúng của Dumbledore nữa, rất mệt mỏi. Lính ra đường trên vẫn đang ủng hộ họ. Họ chỉ cần chờ đợi mà thôi. Đúng rồi. Achi đợi, đã tới rồi. Đợi. Achi đã tới rồi. Chờ thêm, tôi nghĩ chờ thêm một đợt, chờ thêm một đợt lính nữa. Đợt lính ở trên này. Holy Phoenix đang muốn bay. Anh ta đang ở dạng có gói hàng. Anh ta có thể thả một cái gói hàng này vào. Rồi. Đánh nhau rồi. Mod kéo trúng Crystal. Mưa tên lửa được rải ra. Lúc này thì Optimus kéo Mod về. Hay lắm. Nhưng chưa quăng ra. Mod wow. Không quăng bao nhiêu đâu. Dumbledore sẽ phải nằm xuống. Nhưng có chiêu cuối. Cừu cứu sinh. Một người nằm xuống đầu tiên. Đó chính là Crystal cùng với lại Holy Phoenix. Và tiếp theo là Thorn Green. Ba người rồi. Chỉ còn hai người. Chẳng ai có thể phòng thủ cho Thổ Nhĩ Kỳ lúc này nữa. Naru quay thẳng vào giữa đội hình đối phương. Đi theo đồng đội của mình. Và tôi nghĩ là chiến thắng đã nằm rất gần trong wow. tay của Đông Nam Á rồi. Đây sẽ là chiến thắng thứ hai của họ, giúp cho họ cân bằng với lại Brazil trên bảng xếp hạng ở thời điểm hiện tại. Tuyệt vời. Và cuối cùng, tôi nghĩ là tất cả mọi người đều nhận ra hai đội mạnh nhất là đội nào. Vâng, chính xác. Lúc này chúng ta có thể nhìn thấy được rồi. Khi mà chiến thắng Thổ Nhĩ Kỳ một cách thuyết phục như vậy, với những pha giao tranh nhuần nhuyễn, những tình huống xử lý cực kỳ tốt của Sọp. Và không biết là Sọp đã khiến, liệu đã khiến cho các đội tuyển tiếp theo suy nghĩ đến việc đưa ra một lượt cấm mà chúng ta hay thấy ở Việt Nam thôi. Lee Sin. Đấy là cấm Lee Sin của anh ta. Anh ta đánh Lee Sin một cách xuất thần và anh ta, chúng ta rất ít khi thấy Lee Sin lên sát thương thuần như vậy. Và bởi vì ở phiên bản này có quá nhiều đồ lên sát thương khỏe. Là bạn đi rừng, bạn lên sát, bên bạn lên chống chịu cũng không chống được sát thương của xạ thủ. Bạn cứ lên sát thương thôi. Và đây là có thể là các thời kì của các vị tướng đi rừng lên sát thương nhờ Rengar và Lee Sin trở lại. Trước đây chúng ta có thể nhìn thấy là Sọp đã từng thất bại khá là nhiều với Lee Sin, nhưng ở đó là phiên bản của Quỷ Lửa, khi những vị tướng chống chịu lên đã nổi lên. Nhưng bây giờ thì là thời đại của cổ kiếm với cả chiến binh rồi, khi mà hai cái phù phép này đang nổi lên trở lại và nó khiến cho sát thương từ vị trí đi rừng là cực kỳ nhiều. Nhưng mà trong trận đấu vừa rồi, tôi nghĩ là cái nổi bật nhất là cái khả năng phối hợp. Đúng như vậy. Của đội tuyển siêu sao Đông Nam Á, cái khả năng phối hợp đồng đội của họ là quá tốt và chúng ta gần như là đã yên tâm hơn rất nhiều rồi. Chỉ trừ những tình huống mà G4 lao lên và 1-4 thì cũng tôi nghĩ là nên, tôi nghĩ là sẽ tự có rút kinh nghiệm giữa chắc đội tuyển là, thôi. Chắc chắn là sau hai trận đấu ngày hôm nay thì hy vọng rằng với khởi đầu cực kỳ đẹp như này thì chúng ta có thể thừa thắng xông lên, đúng, xông thẳng đến ngôi vị vô địch luôn. Và ngôi vị vô địch của bộ môn năm đấu năm này thì sẽ là 90 điểm là số điểm cao nhất mà bạn có thể giành được. Và chưa kể là nếu mà 90 điểm cộng thêm solo mà giành được khoảng 30 điểm là cái suất đi Mỹ để tham dự All Star là cực kỳ chắc trong tay chúng ta rồi. Nhưng mà giờ chúng ta đừng vẽ tương lai quá sáng lạn như vậy. Chúng ta vẫn còn đó rất nhiều trận đấu của ngày hôm nay và chúng tôi sẽ trở lại khi mà trận đấu tiếp theo bắt đầu. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.